Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Esteban, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hải khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn em. Chào tất cả anh em đã cho like kênh của mình. Hôm nay em một clip cũng cực kỳ hot anh em. Đó là gì anh em? Ok anh em, hôm nay mình làm một clip gọi là cúng mở bắt chơi, trên chơi và update đội hình anh em để tìm kiếm một số con trên chợ gì đó mình mua về update đội hình chơi chơi ha. Thì nói chung cái ad hot 888 này á thì chưa update đội hình anh em ơi, từ lúc mà sự kiện top S đến giờ vẫn là còn những con gọi là cũ rồi, quá cũ rồi, chỉ được mấy con Manan là sự kiện Euro vừa rồi thôi nè. Đó có con Zidane thì cũng lâu rồi, đó được con Bujon nữa, nên hôm nay mình sẽ quyết định là làm một clip update đội hình này. Đó như vậy thì khác của bắp anh em, có mỗi con Ronaldo 98 thôi nhưng mà có Martinez 100 rồi thì ok anh em. Trước khi vô gọi là update đội hình mua cầu thủ về update, nhưng mà bây giờ mình sẽ gọi là tìm kiếm cơ hội mở bắt hoặc là ad gen gì đó, kiếm con Riri nữa cho vô anh em. Ok anh em, thì cái đầu tiên đó là sự kiện Home of Legend đó, là mình sẽ vô đây. Cái phần này á hôm bữa nó ám mình rất là nhiều anh em, để mình kiếm kiếm một con cho nó đủ 10 cái biểu tượng bên đây. Đó là còn bây giờ mình thiếu con Bukat với con Ramirez nè. Đó là đủ để mời để mở cái bắt này. Đó cái hạt hot này nó xui lắm anh em, không có xui lắm. Solskjaer nó ám anh em. Solskjaer nó ám. Thì ok anh em, hôm nay mình sẽ kiếm ráng kiếm cho một con nó ngon ngon để update đội hình anh em. Không có thì lên chợ mua vài con update đội hình cũng được. Ok, bây giờ trước hết mình kiếm con Rui trước đã. Thì bây giờ mình sẽ gọi là xáo trộn nó lại để kiếm con Ramirez và con Bukat. Đáng hy vọng có đi. Trời ơi, Solskjaer anh em. Hôm nay có chừng Solskjaer nó ám mình nữa nha anh em. Hôm nay nha anh em. Ok anh em, tiếp tục. Ráng này em chờ xíu nha. Chờ anh mở sẽ xoay để kiếm con Rui coi ngon ngon coi. Ôi Solskjaer nữa anh em ơi, chết rồi. Đây là lần thứ 2 Solskjaer. Đây là lần thứ 3 đây. Anh xem như là đây. Đừng nói Solskjaer đó nha. Tôi lại luôn nha. Ây, và Bessi, trời ơi. Đó là Bukat là ngon rồi, Bessi mình có rồi. Tiếp, bây giờ tiếp nha. Mình chơi cái này nè. Khô máu thật sự là căng quá. Phải không? Ý, Solskjaer nữa, trời chết rồi. Nếu mà mình tầm khoảng mười mấy lần, mười lần thôi. Nếu mà không có hơn ngưng anh em. Chứ tốn điểm lắm, để lần sau mình xoay tiếp. Chứ để điểm đó lần sau mà. Chứ tốn lắm. Đấy, Solskjaer nữa anh em. Ấy chưa, hôm nay nguy hiểm nha. Bây giờ mình mở đến tầm còn 850 điểm đi là mình ngưng nha. Em mở phát đi, coi như đây. Đấy, Ginola, chờ Solskjaer nữa. Nó cũng ráng kèm con Solskjaer cho mình. Nó ác ghê anh em. Thấy không? Ra Ginola rồi mà còn kèm thêm con Solskjaer nữa. Đấy, tiếp tục phát ra đi. Đó. Wow. Ê, bây giờ chết trời ơi, rồi. Thôi giờ làm phát đó anh em, nếu không được thì thôi anh em. Chứ mình làm mày tốn điểm lắm. Không được thì thôi, để chờ đợt sau đi. Đợt sau mình cũng mở được mà không sao. Đấy, Solskjaer nữa chưa? Hôm nay nó ám Solskjaer nữa rồi, thôi bỏ anh em. Bỏ đi. Không có gì hết, bỏ đi. Mình đợt sau mình làm tiếp, chứ tốn điểm quá. Đợt sau chờ ngày 8 tháng 8 mình làm tiếp. Ok anh em, hay ngày mai gì đó, nếu mà nó reset thì mình làm. Thì bây giờ mình sẽ vô cửa hàng ha. Đó, mình nọ cái bắt 3 ca gen mỗi ngày để coi xem có hay hay không. Mỗi ngày vẫn làm 3 ca gen đều anh em. Đó. Thì nói chung hôm nay hình như nó cũng có một cái bắt mới cho anh em nè, bắt 1500 FC Ball cho anh em. Đấy. Cầu thủ 99101 nhưng mà dùng FC Ball nha anh em. Đấy, anh em là có nhu cầu nạp FC Ball thì cứ inbox Zalo mình ha. Số thoại mình để ở dưới anh em. Đó. Ngon. Ngon ghê. Thì ok anh em, mình không có điều kiện có FC Ball thì mình nạp chơi bằng gen. Mình chơi bằng gen anh em, 3 ca gen. Vô anh em. Đó, mỗi ngày cứ 3 ca gen để xem như thế nào. Hôm qua là ạc CR7 được con Ronaldo Da Lima 101 rồi. Đó là cực phẩm anh em, cực phẩm luôn, thật sự luôn. Bây giờ hôm nay coi coi ạc này có hên không. Vô. Đó, mình còn CB thôi. Cái cờ ý lại lượm tiền anh em. Còn Hà Lan là xem đi. Chơi đêm hả? Trời ơi, chơi em mình ai cân là ngon rồi anh em. Trời ơi, chơi em. Ôi, cờ Hà Lan hy vọng quá trời. Còn Beckham nữa anh em. Trời ơi, tức quá anh em, tức quá. Trời ơi, 95. Trời ơi, đen rồi. Trời ơi, ca kìa anh em. Rồi con Beckham được. Đó, trời ơi, tin thật. Xui.
Nó còn con Van Persie nữa nè. Trời ơi, thiệt tình luôn em. Hà Lan khá nhiều. Dưới đây có con Behu 98 nữa nè. Trời ơi, không sao anh em, bây giờ tiếp tục ra Achen đi. Achen để tìm kiếm một con đi. Xem như nào, vô. Đây. Ê, dính còn 96 rồi, thôi. Còn 96 thì ủ lắm, bây giờ mình chơi cái phần ở bên đây đi. Cái này nè. Đấy, đây mình đang có mấy con 95 này nè. Đó, chơi đi. Đây, 92 nè. Đây, đây, chơi cái này đi, vô. Đó. Mình ráng kiếm một con CB cho cái đội hình này. Đấy, 101, CM cũng được. Rồi tập lưu được, nói chung là một dàn 100 101, con nào cũng được anh, vô cũng được. Ronaldo là Lima thì càng tốt, chơi luôn. Ở vô bảo anh em đấy, chơi nhanh lên, vô nha, vô nha. Đấy đó, có gì đây, có gì, bộ đồ nha là tiêu rồi anh em ơi. Trời ơi, bộ đồ nha là tiêu rồi. Trời, 96. Ôi Mario, 96 hai già nữa. Ôi, quá đen rồi. Ôi, đen quá rồi, qua đây mình lỡ mình làm một phát nữa anh em, lỡ rồi. 96 mình dư cũng khá nhiều. Bây giờ mình làm mình hy sinh một con đi, kệ nó. Một con 95 nè, còn 96 Haza nè. Haza này có hai con nó ém mình rất là nhiều nè. Haza này nè. Mình cho nó lên được luôn. Bây giờ nó ráng làm bồ con Cannavaro. À, đấy. Hay là Mohamed Salah. À, Mohamed Salah cũng được, kệ nó 100 thì cũng ok. Vô nha anh em, dán cờ Ai Cập. Ai Cập chỉ có một con duy nhất là Mohamed Salah thôi. Cứ Ai Cập là lấy tiền em, không có con khác được. Loại siêu với những cờ Hà Lan thì nhiều con, nhưng mà Ai Cập chỉ có một con thôi. Ai Cập đi, Hà Lan nữa em ơi, xem đi. Rồi ca hả? Trời ơi, Hà Lan nó nhiều con lấy mà ra có cái con này. Hà Lan không được bắt khâm hay là mà là Roy ca. Mà ra trời ơi, ca. Trời ơi. Ôi, hai con gà ca, con CB đó kìa. Trời ơi, muốn đen em, xịt đen thật anh em ơi. Trời ơi, mà lại phải đi mua rồi, đi mua update hình rồi. Ôi, lúc đen là con này hết rồi, này cái mấy con sự kiện này để lại để mình add trend ngày mai. Trời ơi. Hà Lan đã hai lần rồi em, hai lần nó chơi mình hai lần rồi. Đen thật chứ. Vẫn không có gì ngon nào, tiêu tiêu rồi, phải bây giờ thôi, bây giờ mình phải chịu khó mua thôi. Bây giờ cái đội hình của mình á cần rất khá là nhiều nha anh em. Đầu tiên là mình sẽ thay con Foden nè. Thứ hai là con Saliba 97 nè, là hai con thay trước nè. Đó. Tại vì số con mình không có đủ nhiều anh em, chỉ có gần 1 tỷ thôi, nên không có nhiều anh em, thật sự. Có gần 1 tỷ thôi. Thật sự là gần 1 tỷ là gần rất là nhiều anh em ơi. Nhưng mà mình phải mua những con nào mà over cao để mình cho nó over cao ha. Bây giờ là con gì đây? Trong cái hình dự bị mình có mấy con 98 mà, không có nhiều đâu, là 98 mà. Bây giờ mình tập trung trước là con CB nè. Thứ hai là con RW nè. RW thì mình chỉ có con Shevchenko thôi. Shevchenko thì over cũng khá thấp. Thì bây giờ ok, cứ lên chợ đi để mình tìm kiếm một số con over cao trước ha. Ít nhất là 101 trước đi, 101 trước. Đó. Cardano chỉ có 239 em thôi. Đó, 230 260 nè. Để anh con mấy ren kia coi. Là 260 nè. Đây 103 thì có 298 thôi. Cũng khá ok. Lên thêm phát nữa à, hai mấy em nữa là 325. Đó thì tùy anh em, thích thì mua con 103, không mình chơi máu thì chơi 104 luôn. Đó. Thì theo mình á, thì nếu mà có điều kiện thì chơi luôn con 104 được. Thay vì chơi con này 300 và 298 rồi, 298 thì bỏ thêm 25 em nữa thì được con 104, là hết 300 thì còn có 600 à. 600 thì kiếm con nào chúng ta, 600 rồi giờ cái hàng tiền vệ mình thì được 3 con 98 rồi. Đó, thì nên mình cân nhắc anh em, chứ không phải là mình mua anh em cân nhắc. Thật sự thì mình không cần thiết gọi là cầu thủ đá hay hay không hay, mình muốn ráp cho đội hình cho đẹp thôi. Còn mình đá thì mình review thì mình mượn đạt của anh em đá rồi. Thật sự cái con Cannavaro này thì cũng khá ok anh em, chỉ có điều nó lùng thôi chứ nó xông xáo lắm. Nó hơi lùng thôi. Thì ok anh em, mình quyết định là mình sẽ mua có cái con over là 104 ta, 100 thêm lên 104 không? Thêm 25 em coi nữa. Là 300. Để từ từ đi ha. Tiếp tục ha. Tiếp tục là con CB ha. CB thì trong cái dàn 100 á thì chỉ có một con Jimenez. À con nào 100 ta? À con Saliba. À nếu mà mua Saliba vậy thôi
Thấy cái này Vandro thì được hơn, nó có over cao hơn. Đó. Tiếp tục con LW. LW bây giờ một á là con Jamon. Con Jamon này. Hai là con Mohamed Salah. Mà thấy Mohamed Salah rẻ hơn anh em. Rẻ hơn đến gần 100 em được, đúng không? Con kia là 491 được, con này có 302 à. Gần 100 em, mắc hơn gần 100 em, chín mấy em. Cũng khá căng anh em. Đó. Mình nó bây giờ chỉ mua 100 đến 101 thôi anh em, không mua 99 anh em. Thật sự cứ mua up từ từ, không cần thiết loại là gấp gáp gì. Tại mấy con 99 giờ mình mở khả năng ra rất là cao, nên mình không cần thiết phải mua lên mấy con 99, cứ mua mấy con 101 trước đi, tại ăn over đang cao mà. Thì đó. Trước hết mình sẽ gọi là để mua sẽ mang mua Masala trước đi. Masala là 328 em, Masala mắc ghê ta. Masala càng lên cao càng mắc ta, 385 lực mà 103 nè. Đó. Thì nếu mà mình sợ tốn kém á thì anh em cứ mua các cái over gốc của nó về, xong dùng hai con Xeno up lên là được 103 là 2. Đó là được thêm mấy chục em nữa kìa. Bán kiếm lời cũng được anh em. Bán kiếm lời cũng được tùy thôi. Nhưng mà vậy cũng hơi lỗ mấy con Machino. Thì tùy, này 380 em được 103 nè. Đó. Thì ok anh em, mình đang ưu tiên hai con đó trước nha. Hai con CB với con RW trước. Thì bây giờ mình sẽ mua con nào đây ta? Mình sẽ mua con Navo nè, giá khá rẻ, khá mềm. Khá mềm trước. Nó 314 mà sau này nó gấp đến 327 kìa. Khá căng anh em. Bây giờ mình điêu giá 314 chứ đi. 314 thử ha. Mua 314 đi, mua vào 104 nè. Đó, ok, vô. Một con trước đầu tiên. Tiếp tục là con CB rồi đúng không? CB thì là tất liêu. Tất liêu chắc mua Salah con em ơi. Chứ bây giờ con Jamon này giá cao quá, gần 500 em được cao quá. Con này đang hot quá nên giá cao quá. Thôi bây giờ mua Salah cũng ngon em. Tính ra nếu mà chọn Salah với con Jamon mình chọn Salah đã hay hơn nè. Thật sự nếu mà tính ra đá hết chưa hết đã hay hơn. Còn Jamon tôi thì mới nổi thôi. Mới nổi thôi. Salah thì khẳng định đẳng cấp rồi. Thì bây giờ tiếp tục mình sẽ mua con Salah ha. Salah over cấp nó là 315 rồi. Còn đến 2 over là 343 được. Sau này nó giá cao dưới trời. 370 mấy, 380 luôn nè. Thì Salah mình sẽ mua tầm 319 và 320 thôi anh em ơi. Giá cao quá. Giờ mua rồi, ok. Để coi nó có về không nha. Để coi nó có về không. Rồi ok anh em. Đó là mua hai con rồi. Tốn hết của mình là 630 mấy em, 33 em rồi. Đấy chưa anh em. Anh em cầm gần 1 tỷ đi, đi mua sắm á. Chỉ được có hai con, gần hai con. Còn được thêm con nữa 300 mấy, được thêm còn 3 con thôi à. Có 3 con thôi chưa, là 3 con ngon đó nha. Đó là gọi là giá cao á. Chứ anh em mua mấy con giá over thấp thì ok là nhiều anh em. Được một đội hình luôn đó, 1 tỷ là có một đội hình ngon rồi đó. Thật sự. Ví dụ anh em mua mấy con 99 cũng được nè, mấy con 99 cũng khá rẻ nè. Đó cũng trăm mấy mà thấy không? Tại là trăm mấy không? 50 mấy cũng có kìa, 120 mấy nè. Anh em về lấy con Machino uprend lên. Đó nó cũng cao vậy, cũng over cao vậy, nhưng mà mình mua over sánh nó một cao cao đi, trăm lẻ mấy gì đó cho nó cao cho rồi đi. Đó mình lấy Machino up lên cũng được. Hay là mình mua mua con overcock thôi anh em. Về mình lấy Machino up lên mới mình đáng kiếm lời cũng được anh em. Đúng nha. Thôi bây giờ mình hủy đơn đi. Hủy đơn nha. Hủy đi. Mình chơi vậy cũng được. Mình chơi mình up lên cũng được, kệ nó em. Machino mình cũng nhiều lắm. Ok. Bây giờ mình mua overcock thôi. Cũng như 302 nè. 302 nếu mà up lên 2 over nữa thì được 343 cũng được 40 em, trừ chi phí ra thuế ra được ba mấy em cũng được anh em. Chơi vậy đi, chơi vậy nó cũng tiết kiệm anh em, tiết kiệm mà mỗi mình bán đừng có lời nữa. Bán cũng có lời nữa, được anh em, được không? Chơi được ha. Ok anh em, thôi mày mua Sala over mà bây giờ cái giá gốc của nó bây giờ là 315 rồi. Đó, hát ghê anh em, mới dính lên ghê vậy. Khi 102 319 nè, có gì nhiêu đây, 367 nè. Trời ơi, mua Sala này nó ác ghê anh em, tự nhiên thấy tưởng 302 mà vô nó bắt cho 300 mấy rồi. Còn bây giờ mình lên 317, 315 hả? Mình phải tiết kiệm anh em chứ không phải là mình mua anh em tiết kiệm chút. Như 305 đi, cũng được đi, đó mua vào các 305 mua đi, đó mua nè, đó. Thử coi như nè ha, thử đi, hay là mua cái over thứ hai. Over thứ hai là 300 nhiêu, 329 rồi, cũng vậy à, ok rồi đi. Tiếp tục là con Cannavaro. Cannavaro thì over gốc là 264 nè. Mình không có 295. Ồ cái này 295 anh em ơi. Còn cái này là 104 là 327 nè.
Đấy, mấy con này không có đơn giản là anh em mua giá về đâu được đâu, cần lắm. Không còn mua con Saliba cũng được. Saliba hoặc là con Jimenez. Jimenez rồi. Hai cái bên nè, hai con của nhân nó Saliba cũng ngon em. Hồ vào 100 nè. Đấy, 238 rồi, 102 rồi, 277, 266. Đó, nói chung là mua phải cân nhắc anh em chứ không phải là mua em, cân nhắc chút. Thì bây giờ mình sẽ mua 238 đi ha. 238 thì được rồi, 102 được rồi. Hồ vào 102 đi. Nếu mà Canadevo thì nó không về được thì mình lấy cái này cũng được. Đấy, Canadevo nó không về được, lấy cái này cũng được. 238 hả? 272 này, 103 nè. 103 này, 103 hả? 103 hả? Đấy, 103, 203 này, 238, 238 thì được 102 này anh em. Còn này 102 là nhiêu? 102. Nói chung là cái over càng cao thì càng ngon em. Lên 300 rồi kìa chưa? 103 lên 300 rồi kìa. Thôi bây giờ lấy Saliba cũng được em, không sao em. Lấy Saliba về cũng được. Đó, 238 anh em. 102 cũng được nè. Đấy. Còn 277 nè, 103, 277, 103 ha. 277, 103 thì mình lấy con này. Đấy, 300. Con Mohamed Salah nó về rồi kìa em ơi. Nó về rồi kìa. Đó, Saliba cũng ngon em. Thấy cũng khá ok đó chứ. Thì ok anh em, mình lấy con Saliba đi anh em. Mình sẽ mua con Saliba nó update đội hình cho nó ngon ngon xíu đi. Tính gì tính ha. Mình sẽ lấy là 238 đi. Ok, 238 là 100, 238 đi. Ok, mua đi. Mua Saliba đi cho nó đẹp anh em, cũng được anh em. Đó, ok, hai con. Trước mắt là hai con đi anh em, hai con trước đi. Để mình coi như thế nào. Ok. Lấy Mohamed Salah về. Đây về, thấy không? Đấy, mua hai con mà tổng chi phí là hết cả mấy trăm em phải không? Còn có bạn còn có 400 em anh em thấy không? Cao lắm, mình mua mấy cái này cao cao thì giá cao lắm. Thì ok anh em, bây giờ trước hết mình sẽ cho Mohamed Salah vô nè. Đó, cho Saliba vô nè, để nó lên over không? Đó, đấy, tiếp theo đó mình sẽ up rank cho con Mbappe lên đó. Nói chung cứ chơi từ từ anh em, cứ từ từ, có nhiều con chơi từ từ, không cần thiết phải làm liền một lúc hết luôn, không cần thiết anh em. Đó, lên từ từ coi như thế nào. Đây, up điểm kỹ năng lên cho độ khéo léo anh em, để tăng cái tốc độ lên anh em, tăng tốc độ chạy lên. Đó, lên một cái 100 rồi đó. Đấy, lên 101 anh em, tuyệt vời anh em, lên 101 rồi, quá tuyệt vời. Thì bây giờ mình nhắm xem mình lên con nào nữa không. Thật sự thì mình mấy con 98 thì mình lùi lên em, nó hơi bị tốn cái con gọi là mấy con Machino anh em, mấy con Machino đó, nên mình chờ từ từ. Có thể clip sau mình sẽ mua thêm một số con gọi là cân nhắc, một số con 100 nữa mình cho vô đường nữa, nó ngon ngon. Ví dụ như con CB nữa cũng được nhỉ. Để mình lên chợ một con CB nữa coi. CB 100 được, tại vì 100 cũng đang có giá anh em. Né giờ mình chơi luôn con Canelo, tại vì mình chờ cầu thủ 100 mới nữa ra nữa coi như thế nào. Nên mình update từ anh em, đừng có vội vàng anh em. Mua một hai con thôi được rồi, mình thấy một hai con là ok rồi. Đừng có ham quá mà cứ mua hết xong rồi đã ra con mới thì mình hối hận không kịp, mua không kịp. Đó. Thì bây giờ mình đang cố gắng mua thêm con nữa ha. Con gì được không? Con gì được không? Con gì được xíu ha. Để coi mình cho dự hình nó ngon ngon chút, nó đẹp chút. Cái con CDM cho được một này giá cũng khá rẻ nè, nhưng mà mình có con Betis rồi. Cũng khá phí này, khá phí. Bây giờ mình có một hàng tiền vệ, mình kiếm con nào được chút đi, hàng tiền vệ lúc này over 100 đi. Over 100 thì có con Rijka nè. Mà Rijka thì có cái kill nó có 3 sao thôi. Nhiều anh em kêu hỏi có ngon không thì xài cũng ngon đó, nhưng mà kill có 3 sao thì hơi khó dùng một chút. Đó. Thì bây giờ mình sẽ mua con nào ta? Con Rui ha. Con Rui này thì cũng được anh em. Con Rui thì cũng khá ok nè. Đấy, over 100 nè. Đó. Để mình lên cho nó đồ hình nó có đẹp chút anh em. Nhiều lúc mở bắt Rui không phải đơn giản là ra đâu. Có mấy con 99 mà giá cũng khá cao nè, thấy không? 99 giá khá cao á. Đó, nên mình mua over sẵn đi cho nó đỡ phải uprend. Uprend phê lắm. Đó. Thì ok anh em, có thể mình mua con Rui nữa nè. Con Rui đi. Con Rui mua over đang là như 180 nè, 180 mua 206, 210 lên 102 luôn nè. Đó, 102. Có người mua luôn kìa, ghê chưa? 235, 239 nè. 210, 239. Đấy, mua over 103 luôn em. Đấy, cho nó ngon luôn. Đấy, ghê chưa? Khá ok anh em. Đấy, không mà mình mua nữa thì để đợt sau đi em, đợt sau đi.
đợt này mình mua hai con thôi, đợt sau mình chờ nó ra mua tiếp đi, đắp đá tiếp. À, nói chung đợt này thì vài đợt vừa rồi, vài đợt khá ok rồi. Thì bây giờ mình sẽ chơi như vậy, mình sẽ up lên con CB lên 2 over cho đẹp. Mình chơi luôn em hai con Machino đó, cho đẹp lên đấy đó. Ok anh em, lên lên con nữa luôn đấy, chơi cho đẹp anh em, cho đẹp đội hình. À, để cho cái dàn hậu vệ mình đây 100 hết đi, cho đẹp anh em, đây chơi 100 hết đó, ngon chưa. Bây giờ mình vô điểm kỹ năng lên, defense phòng ngự hết lên, cho lên đấy. Ok anh em, quá tuyệt vời anh em ơi. Cái này thì khó lên 102 lắm, phải up từ từ lên hết mới được. Không thì bây giờ mình chơi máu luôn em, chơi này chơi đẹp luôn, cho lên 100 hết luôn, cho đẹp em, kệ nó, tốn vài con Machino cũng được không sao em, cho nó đẹp luôn em. Bờ tít lên được đấy 100 luôn em, đấy lên. Bờ tít đá cũng ngon mà, lên luôn em, lên luôn đó. Nói chung là tốn tầm mà hết 7 con Machino em cho cái đội hình này, để coi nó như thế nào. Đây điểm kỹ năng. Con này thì mình cũng khá tốt rồi, thì mình cho nó, thể là cho nó thêm cái phần truyền nó tốt hơn, tại CDM nên truyền đi. Ok anh em, truyền ha, đó cho hai cái truyền luôn. Ok lên đấy, tiếp tục là con Steven Gera thì cái phiên bản này thì gọi là gì ta, nó có được kêu 4 sao này nên cũng khá ngon, up lên chơi cũng được anh em, chơi luôn đó. Đấy ngon nè anh em, toàn hàng huy không à. Đấy lên rồi, tiếp tục cho lên phát nữa đi đó, lên 100 luôn, chọn đội hình nó đẹp nè, hết over 100 luôn, không sao anh em, Machino mình nhiều mà, cứ cho lên thoải mái đi, hết thì kiếm tiếp đó. Em quên chưa nâng điểm kỹ năng để sau anh em. Đấy đây là over mình lên 100 hết rồi, con nào 102 chỉ có một con Saliba thôi, chắc là một là Manan và Viden. Đấy phá đẹp em, nói chung là hôm nay update hình khá ok anh em, nên được một over nữa, cứ từ từ anh em, không cần vội vàng anh em, có con bao nhiêu mình chơi bấy nhiêu, hoặc là mình kiếm được con nào huy thì đó mình cho vô, mình nâng cấp đát từ từ. Thật sự nếu mà mình up trend hết tất cả này lên 103 con là thường là 3 là 4 luôn đó, tại mình còn rất là nhiều con Machino anh em, nhưng mà cứ từ từ anh em, không cần thiết phải quá nhanh quá vội, cứ chờ những con mới ra gì đó mình tiếp tục mình chơi tiếp anh em đó. Ok anh em, thì hôm nay làm clip gọi là mà bắt vui coi có hên hay không, nhưng mà vẫn đánh đen em, up đát hình coi như thế nào cũng lên được over 101. À, nói chung là update chưa hết cho anh em, tốn hết cũng gần hơn 600 em để hai mua hai con về đó. Thì anh em thấy clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em, còn anh em chưa đăng ký kênh hộ nha, cảm ơn anh em, xin chào anh em.